Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Cuộc đời giá trị. Thưa quý vị, tướng do tâm sinh là quan niệm trong văn hóa truyền thống mà cả Phật gia và đạo gia đều đề cập đến. Tướng ở đây thông thường là chỉ hình thức biểu hiện bên ngoài của sự vật, chính là hình tượng của các loại sự vật mà con người vẫn trông thấy trong cuộc sống. Và sự thay đổi muôn hình vạn trạng của những biểu hiện này đều là do sự thay đổi của tâm con người mà ra. Vậy nên, làm việc thiện hay ác đều có thể khiến tướng mạo thay đổi. Clip sau sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về điều này. Mời quý vị cùng tham khảo và đừng quên chia sẻ clip quý vị nhé! Tướng do tâm sinh có nghĩa là tâm của một người là như thế nào thì biểu hiện ra tướng mạo bên ngoài cũng là như thế ấy. Có thể thông qua diện mạo bên ngoài của một người để biết được tâm tư và hành vi của người ấy, đây là một ý nghĩa. Trong Phật gia giảng, tướng do tâm sinh chủ yếu là muốn mọi người hiểu rằng vật trông thấy chưa hẳn là thật. Tướng ở đây chỉ là giả tướng, hư tướng, ảo tướng, chứ không phải chân tướng, thực tướng. Vì thế nhắn nhủ mọi người không nên chấp nhất vào tướng để bị khổ sở vì vạn sự nơi thế gian. Muốn đi đến bến bờ hạnh phúc thì phải biết thoát ra, đây là ý nghĩa rộng hơn. Trong Tứ Khố Toàn Thư có ghi, vị tương nhân chi tương, tiên thính nhân chi thành, vị thính nhân chi thành, tiên sát nhân chi hành, vị sát nhân chi hành, tiên quan nhân chi tâm. Ý nói rằng đừng nhìn tướng mạo người mà trước tiên hãy lắng nghe âm thanh của người ta. Đừng nghe âm thanh mà người trước tiên hãy xem quan sát hành vi của người ta. Đừng quan sát hành vi của người mà trước tiên hãy xét cái tâm của người ta. Âu cũng là nhấn mạnh rằng cái tâm quyết định cái tướng của con người, rằng biến hóa của tướng mặt cũng là biểu hiện ra bên ngoài của sự biến hóa của tâm mang lại. Trong cuộc sống chúng ta không khó để nhận thấy, một người luôn nghĩ và làm những việc xấu thì tướng mạo cũng khó coi. Trái lại một người có tâm địa lương thiện, làm những việc thiện thì tướng mạo dễ coi và khiến người tiếp xúc có cảm giác đáng tin cậy, dễ gần. Thời cổ đại có câu ngạn ngữ, hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Nghĩa là có tâm mà không có tướng, tướng sẽ do tâm mà sinh ra. Có tướng nhưng không có tâm, tướng sẽ bị tâm tiêu hủy. Câu này có ý rằng, tướng mạo của một người sẽ thay đổi thuận theo tâm niệm thiện ác của người đó, việc thiện ác mà người đó làm. Về mặt khoa học, Trung y cổ đại, sinh lý học hiện đại và tâm lý học đã phân tích đạo lý tướng do tâm sinh rất đơn giản. Tướng mạo của một người là sự kết hợp giữa hình và thần. Ngoại hình là một phần sinh lý, thần thái, bao gồm yếu tố sinh lý nhưng lại quyết định bởi quá trình tu dưỡng, nhất cử nhất động, từng ý từng niệm, thể hiện một sinh hoạt thường ngày của mỗi người, qua năm tháng đều ngưng tụ trên gương mặt của họ, gọi là những gì bên trong sẽ hiện ra bên ngoài. Tâm niệm nảy sinh sẽ tác động đến thân thể, nếu tâm bình hòa yên tĩnh, lòng thanh thản bao dung, quang minh chính đại thì khí huyết hài hòa, ngũ tạng yên định, thân thể sẽ khỏe mạnh, nét mặt nhờ đó bình ổn, thần sắc sáng sủa khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái, vì vậy mà tự nhiên muốn kết giao thân cận. Câu chuyện về Bùi Độ và Bùi Chương dưới đây là một ví dụ tiêu biểu. Bùi Độ là người nhà Đường, thuở nhỏ có gia cảnh khốn khó bần hàn. Một hôm trên đường đi, Bùi Độ vô tình gặp thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư nhìn vào tướng mạo của Bùi Độ, thấy ánh mắt vô hồn, có đường vân thẳng đến miệng, loại tướng của kẻ ăn xin đầu đường, dễ bị đói mà chết. Vì thế thiền sư khuyên Bùi Độ phải nỗ lực tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức. Vài hôm sau Bùi Độ lên chùa Hương, nhặt được đai ngọc của thiếu phụ đã trả lại cho cô ta, vì thế mà cứu được mạng cha của người này. Một thời gian sau, Bùi Độ gặp lại thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư thấy ánh mắt trong suốt của Bùi Độ, đồng thời cũng thấy tướng mặt như hoàn toàn thay đổi, liền nói với anh ta rằng sau này nhất định sẽ làm quan đại thần trong triều. Lúc đó Bùi Độ cho rằng thiền sư đang đùa giỡn mình. Thiền sư Nhất Hạnh nói, thân cao 7 xích không bằng khuôn mặt 7 tấc, khuôn mặt 7 tấc không bằng cái mũi 3 tấc, cái mũi 3 tấc không bằng một điểm của tâm. Thiền sư khen ngợi Bùi Độ đã biết làm việc thiện. Quả nhiên về sau Bùi Độ trở thành trọng thần 4 triều đại, Hiến, Mục, Kính, Văn, là một thừa tướng toàn tài.
địa vị và danh tiếng của ông thuộc loại cao cả ở trong nước và ngoài nước. Sử sách xưng ông là người đức độ vẹn toàn qua bốn triều đại, uy danh đức độ sánh với Quách Phần Dương, một danh tướng triều nhà Đường. Năm người con của Bùi Độ sau này cũng đều có danh tiếng hiển hách, đạt nhiều thành tựu lẫy lừng trong lịch sử. Một người khác là Bùi Chương, người Hà Đông tỉnh Sơn Tây. Cha của Bùi Chương là bạn thân của thần tăng Pháp Sư Đàm Chiếu. Pháp Sư là người tinh thông tướng thuật, ông thấy Bùi Chương có thiên đình đầy đặn, địa các tròn trịa, công danh sự nghiệp sau này nhất định là có thành tựu. Năm 20 tuổi Bùi Chương lấy vợ là Lý Thị, năm sau được cử đến làm quan ở Thái Nguyên, để vợ ở nhà. Vài năm sau khi Bùi Chương gặp lại Pháp Sư Đàm Chiếu, Pháp Sư vô cùng ngạc nhiên khi thấy tướng mạo của Bùi Chương không còn được như xưa nữa. Thiên đình lõm vào, địa các nhọn ra, lòng bàn tay có vùng khí đen bao quanh. Pháp Sư nói Bùi Chương sẽ gặp tai họa bất chắc, phải cẩn thận đề phòng. Hơn nữa ông còn hỏi Bùi Chương đã làm chuyện gì thất đức khiến cho tướng mạo thay đổi hoàn toàn như vậy. Bùi Chương ngẫm lại những việc mình làm trong những năm qua, chỉ có chuyện thông dâm với một người phụ nữ ở Thái Nguyên xem ra là trái đạo lý, còn ngoài ra không làm việc gì khác trái lương tâm cả. Pháp Sư Đàm Chiếu nghe kể liền thở dài, nói: cậu vốn có tiền đồ sáng sủa tốt đẹp, sao lại không biết quý trọng? Tư thông với vợ người như thế là đã tự hủy hoại phúc đức của mình rồi, thật là đáng tiếc quá. Không lâu sau, Bùi Chương quả nhiên gặp đại họa. Trong lúc đang tắm thì bị cấp dưới lẻn vào ám sát, con dao đâm trúng vào bụng khiến anh ta chết tại chỗ. Trong cuộc sống ta thường bắt gặp một số người chỉ gặp chút việc là nổi trận lôi đình hoặc buông lời nhục mạ. Nhưng cũng có một số người lại dùng tâm thái hết sức bình tĩnh để xử lý vấn đề, không sợ hãi trước vinh nhục, đó là bởi tâm họ tĩnh như nước. Bình tĩnh không phải là sự nhàm chán, không phải là trống rỗng, không phải là sự cứng nhắc, mà là sự trật tự, rành mạch, phong phú trong nội tâm, là một sự tự kiềm chế bản thân, không để tâm việc được mất, tốt xấu từ thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng tới cách sống của bản thân. Bản lĩnh bình tĩnh không chỉ là sự trầm tĩnh lặng lẽ mà là một loại thần thái, là một loại trí tuệ và cao thượng. Câu chuyện về nhà thư pháp gia nổi tiếng. Có một nhà thư pháp gia nổi tiếng sau khi hoàn thành tác phẩm của mình liền đưa cho một người đồng nghiệp trong ngành xem. Người đồng nghiệp quan sát một hồi liền chỉ vào hai hàng chữ viết ngay ngắn, thẳng hàng và khen: này, xem những chữ này đi, vừa nhìn là biết được cậu viết khi tâm trạng rất bình tĩnh. Nhìn xem, bắt đầu từ chữ này là tâm cậu đang bị hỗn loạn. Cuối cùng cậu ta nói một cách ẩn ý: nghĩ gì vậy? Khi tâm không tĩnh, nét bút sẽ không có lực, không có thần khí. Luyện viết thư pháp cũng giống như là đang rèn luyện nội tâm vậy. Nghe xong nhà thư pháp gia thầm sửng sốt, đúng là sáng nay anh và vợ có chút mâu thuẫn nên lòng dạ không yên, vì vậy mà chữ viết có sự thay đổi lớn như vậy, hình dáng lộn xộn chứ không thể quy củ như lúc đầu. Nhìn lại từng từ từng chữ ở phía trên được viết hôm qua, càng nhìn càng thấy thích, từng đường nét, từng chữ được viết lên một cách cứng cáp đẹp đẽ. Rõ ràng là sự bình tĩnh sáng sủa, hội tụ ở ngòi bút, cái tĩnh đó viết ra như đang khắc họa từng nhịp đập tích tắc của trái tim. Từ ngòi bút chan chứa mà xuất ra, vì vậy luyện thư pháp lâu dài, điều luyện được là sự tĩnh lặng như nước chảy ở chỗ sâu của tâm hồn. Bình tĩnh là một loại bản lĩnh. Có câu nói, muốn làm việc lớn cần phải có tĩnh khí. Các bậc thánh nhân càng gặp phải những việc kinh thiên động địa, việc nguy hiểm thì càng có thể tĩnh tâm như nước, không hề sợ hãi. Trận chiến phỉ thủy chi tuyến, lừng danh trong lịch sử, quân Đông Tấn chưa đến 10 vạn binh sĩ, phải chống cự lại 100 vạn binh sĩ dũng mãnh của quân Tiền Tần. Tình thế không thể nói là không nguy kịch, nhưng lúc này tại sở chỉ huy hậu phương, chủ soái Tạ An vẫn đang chơi cờ vây mà không một chút hoang mang. Đợi đến lúc quân tiền tuyến báo về, ông chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục chơi cờ.
người bên cạnh thực sự đã không thể nhịn được nữa, liền hỏi ông tình hình chiến sự ra sao. Lúc này Tạ An mới nhẹ nhàng nói, bọn trẻ chúng đã đánh bại quân địch rồi. Có một số người khi gặp việc lớn lại rất hoảng sợ, đó là vì họ không đủ tự tin. Cũng chính là không có năng lực và bản lĩnh kiểm soát đại sự. Tục ngữ có câu, thủ trung hữu lương, tâm trung bất hoảng. Trong tay có lương thực rồi thì trong tâm không phải lo lắng. Bình tĩnh ức chế lửa sân hận là một cảnh giới cao thượng trí tuệ. Có câu nói cơn nóng giận giống như đốm lửa trong tay, khi chưa kịp ném sang người khác nó đã đốt cháy tay chính mình. Hay không nên làm gì khi bạn nóng giận, vì khi nóng giận mọi việc bạn làm đều không lý trí. Vì vậy người có nội tâm tĩnh lặng sẽ không để ngọn lửa sân hận thiêu đốt chính mình và cũng không làm những việc khờ dại khi bất bình bởi tâm họ tĩnh như nước. Mỗi một người đều có cảm xúc, nếu như khi gặp phải những chuyện không thuận tâm, liền buông lơi cảm xúc, chỉ sẽ khiến cho vấn đề càng trở nên rối rắm phức tạp. Tâm trạng rối bời cũng giống như chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc, nếu không biết đạp thắng xe, dừng lại ngay lúc đó, chiếc xe có thể sẽ lao xuống khe núi, xe hỏng, người chết cũng là điều khó tránh khỏi. Làm thế nào để có thể giữ được tâm thái tĩnh lặng trước mọi việc? Tĩnh khí của một người đến từ đâu, nó không phải là sinh ra đã có, nó cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nó đòi hỏi phải không ngừng rèn luyện và tích lũy mà thành. Sách vở chính là món ăn tinh thần, thông qua đọc sách chúng ta có thể hấp thụ kiến thức của những người đi trước, tăng trưởng năng lực, vượt qua sợ hãi, vì vậy càng là người học rộng thì tầm nhìn của họ càng khoáng đạt và đầu óc càng thanh tỉnh. Còn muốn thiện dưỡng chính khí, Gia Cát Lượng đã viết trong Giới Tử Thư, Thư Dạy Con, làm theo đạo của người quân tử, tu thân thanh tịnh, cần kiệm để dưỡng đức, đạm bạc để nuôi dưỡng trí, tĩnh lặng để nghĩ xa. Tĩnh khí cần dựa vào sự hỗ trợ của chính khí, chỉ có chính khí trong thân mới có thể không màng danh lợi, không tham muốn mới có thể không bị vướng mắc phiền toái và làm được không quan tâm thiệt hơn. Vậy người thế nào mới có thể tĩnh tâm được? Người như thế nào mới có thể nhẫn nhịn không tranh biện? Có một vị thiền sư từng nói, một người muốn tâm tĩnh như nước thì điểm mấu chốt là có thể bỏ qua được những phiền não về danh lợi, vứt bỏ được những quấn nhiễu về tình sắc. Cho nên muốn làm được điều đó thì phải buông bỏ, bởi một người thường thì khi bị suy sụp sẽ cảm thấy thất vọng, bị thương tổn sẽ thấy thống khổ, bị phỉ báng sẽ cảm thấy ủy khuất. Còn khi bị hấp dẫn cám dỗ sẽ cảm thấy lưỡng lự, khi bị phản bội sẽ cảm thấy căm phẫn, khi đứng trước khảo nghiệm sinh tử sẽ sợ hãi vô cùng. Kỳ thực những người như vậy là do định lực không cao và là kết quả của sự tu dưỡng chưa đủ. Người thật sự hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, nhân quả luân hồi sẽ không vì những vật ngoại thân làm khó khăn phiền não tức giận. Một người có thể tu dưỡng đến mức tâm tĩnh như nước thì tâm linh đã đạt tới cảnh giới thuần tịnh. Khi một người có tâm tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng thì tâm người ấy sẽ nở ra những đóa hoa sen từ bi thuần khiết phủ lên vạn vật trong vũ trụ. Tuy chúng ta là những người thường chưa thể lập tức đạt tới cảnh giới cao thượng ấy, nhưng khi ta có thể bớt đi một chút nóng nảy, không buông lời nhục mạ khi gặp chuyện bất bình, dù trong tâm còn sân hận, lạc quan một chút, dù trong tâm vẫn còn lo lắng khi gặp chuyện bất an, thì dần qua thời gian, lâu ta cũng đạt được trạng thái tu dưỡng của sự tĩnh lặng vậy.